20 đấy, cái dưới 20 đấy anh ạ. Có thước mà. Đúng rồi, lấy thước ra cho chuẩn. Người con cóc này thơm quá. Ngọc Am rất là thơm nhưng mà nó bị sứt mất mấy chỗ như này. Đây, chỗ này. Hoặc là chỗ chân này đâm ra là hơi buồn. Đấy, Ngọc Am cứ để mộc như này, không có sơn sửa cái gì. Nó thơm, nó sao nó không lên tuyết. Cái sáu cái dưới 18 đây, cái đây 18. Bao tiền cái bao nhiêu? Bao tiền cái người? Cái đấy á, cái đấy 800 một cái người. 800. Đẹp phết nhỉ, rất là đẹp. Còn nguyên mộc mà. Cái này thì em đánh đôi rồi. Cái này một đôi, cái này mình đánh tàu. Cái này một đôi, cái này một đôi. Sông Trầm. Đấy. Chị ơi, cái sông Trầm này như này bao tiền? Đây, 400. Chờ, anh cứ để quên 400 bằng đồng hả chị? Bằng đồng. Có điện thoại. Alo. Bằng đồng 100% luôn. Ừ. Đúng rồi. Ờ. Có cái gì khuyến mãi, có gói nào khác hơn không? À. Một tháng của anh là bao nhiêu ấy nhỉ? Đang dùng gói bao nhiêu nhỉ? Anh chẳng nhớ. Đây. Thơm luôn. À. Anh đến bao giờ là hết hợp đồng nhỉ? Là hết cái đã thanh toán hết tiền đi, từ trước ấy. 18 tháng 1 à? À, thế là hôm nay à? Thế gì nhỉ? Đóng tiếp thì đóng như nào? Cái này nó không đang bóng à? Thì nó làm thế nó mới đẹp. Ờ, anh chưa chuyển khoản được. Anh thế chuyển khoản luôn, được không? Lúc nào cũng được không? Vậy bảo anh lấy loại tình yêu có cánh ấy. Anh hay vào cái ứng dụng gì đấy, thấy nó có cái mục thanh toán đấy đúng không? Châu đấy thôi. Châu mà châu cái ấy, châu kiểu nằm. Ừ, anh có. Tách. Rồi, tháng đầu tiên anh thanh toán bằng thẻ đấy chứ. À, thấy hôm qua thấy nó nổi lên 1.300.000 bao nhiêu, anh chẳng nhớ đúng không? Ừ, thì anh mới hỏi rõ, nhớ đóng cái lại chưa thấy dấu vết gì thì chết. Ờ, rồi, ok. Đấy là 6 tháng à? 6 cộng 1 à? 6 cộng 1 à? Ok, rồi. Ok, thế anh cảm ơn. Anh xem. Cái này thì bao tiền viên? 10.000 trăm thái. Bằng nhau hết, và vàng cả ấy bằng nhau hết đúng không? Như nhau. Cái này thì bao tiền? Chị ơi. Màu đen thơm hơn màu vàng. Cái này là bao tiền một cái nắp này? Một cái đấy 400. 400 à? Đẹp nhỉ, đẹp hết đấy. Một đô viên ít nhất là được 1 tiếng, nếu không phải hơn. 100% là hơn, bởi vì bọn em đốt là ngoài này rõ như thế. Đẹp nhỉ. Em chủ yếu đốt bên đen, vì bên lâu nó nhẹ lắm. Cái này thì bao nhiêu? Cái đấy 650. Đẹp nhỉ, làm đẹp hết. Đấy, chiếc tinh nhỏ này. Góc lập tiền 500.
hơi trầm trong thơm. Nhẹ hơn. Ở đâu? Thế. Này. Mẹ nó. Bên này gỗ. Hôm nay ông ấy đang xem, ông ấy mở nhạc cái chỗ này rất là bất tiện. Mở lên đăng lên YouTube các bác xem nó sẽ rất là không tốt. Nó có bản quyền ở đấy không các bác? Âm nhạc lẫn vào này. Ở đây có giá đây rồi, các bác xem. Bao nhiêu? 16 triệu. 16 triệu sao? Năm triệu. Viết xấu quá chẳng làm được. Cái bức nghệ thuật chắc là gỗ gì tôi chả biết. Nhìn giống gỗ chắc. Tinh xảo hơn cái chỗ hôm qua quay, cái này tinh xảo hơn, tinh xảo hơn, nước đường đục mịn. Chồng nghe đi cô ấy. Cái bức cái bao tiền luôn. Dạ. Cái này chị treo tường được không? Treo tường thì bỏ. Đắt. Nói chung là tiền nào cũng đấy. 6 triệu đã chết. 1562. 6 triệu con cá rồng. 1562. Rồi số điện thoại. Số điện thoại này xe không 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 không, bán. Không biết là gỗ gì nhưng mà rất là tinh xảo. 0378 thôi ạ. Mức đấy bao nhiêu đấy? Mức đấy bao tiền này? 2 triệu. 2 triệu. Gỗ gì đấy? Gỗ hương. Gỗ hương. Gỗ hương nhìn sẫm đẹp. Đẹp thì bảy cơ chị không xử lý được. Em bảo đảm là chị không thể xử lý được. Chúng em là thọ nên là chúng em làm được. Em đã nói hết nước rồi, phải thông cảm với em là học mất cả bộ sen của em. Còn em không tin gì cả. Ê, tại ba chưa rồi lại ấy. Đấy. Là học hết cả bộ sen của em ấy chứ, em có tiếc gì đâu mà. Ba riêng mà còn được đoán bớt cho em một cái nhé. À, gỗ này là gỗ gì mà rất là vàng. Về gỗ mình mù tịt nhưng mà bây giờ thấy thích ra này các bác. Đã. Thấy nhà thiếu gì là thấy đẹp và thích, nhưng mà tất nhiên là tiền rất nhiều mua sao được. Chỉ dành tình yêu lớn cho cây thôi. Ở đây rất tinh xảo các bạn. Nó không như cái chỗ hôm trước em quay nó không được mịn màng như này. Chất lượng gỗ thì em không nắm được, nhưng mà về cái độ tinh xảo thì ở đây tốt hơn. Rất tinh xảo, từng chi tiết rất là mịn màng. Ở bên kia thì nhiều chỗ nó rất là rối, rất là thô. Gia cát. Có giá dán ở đây này. Em nói dễ tính lắm. Giá nào em bán? 16 triệu. Cái này là chưa chưa chẳng 25 triệu một tí đó. Trong kia là dán kia 16. Dán kia 16. Đâu? Đây này. Nhầm rồi. Dán nhầm à? 25 à? Dưa làm gì gốc cả gốc của dưa. Tinh xảo quá nhỉ. Ừ. Thế con vàng vàng này là gỗ gì bác? Yến à? Không phải 16 là 25 đúng không ạ? Xưa trắng. Xưa trắng.
đấy, thì chúng chị dùng dài thì chị chọn chị biết của hàng cho ai mà dùng dài đến giờ cả là không có lãi nữa các bạn. Đấy, hay quá. Khổ quá ra riêng đến đây còn em lại em hứa với chị để hơi chật mình hơi khó quay. Những cái gì em bảo làm được em làm thì họ đều ký. Đẹp quá nhỉ. Mấy em chỉ ra lọc chỉ 300 thôi. Em đây thì chọn một chút hôm nay về tiền vào rất nhiều. Dù mình bán các đồ nó rất ít tiền, nhưng quan trọng là đông khách mình bán được là mình có công, thế thôi. Chứ còn bán đồ to chắc gì là bằng đồ bé đâu mà phải có biết là phải đông đông khách không đấy, không còn đúng rồi. Bao tiền? 6,5 triệu nhưng mà em đang bảo đại cho chị 5,5 triệu ra đọc một triệu. Gỗ gì? Gỗ hương, gốc của hương, đục đẹp này đẹp. Nhờ, chỗ này là đục đẹp nhất ở khu vực này. Đâu? Ô Hùng ơi, sao vậy? Thế còn con nhỏ nhỏ kia thì bao nhiêu? Nhỏ nhỏ đấy triệu. Gỗ gì? Cái đấy Ngọc Am. Ừ, của em đưa mình nghe nhìn thấy. Thế bảo đi chạy việc khác không ạ? Bảo đi làm việc khác không ạ? Thế à? Đâu cầm tiền, đục quá tinh xảo nha. Móng quá nghệ thuật luôn. Móng miết đẹp quá. Xem cái Ngọc Am này. Con này sao lại nó mùi nhẹ hơn, con này thơm hơn, con này thơm hơn, chỗ này cũng nhá, nháo đồng tiếng, Ngọc Am, thơm lắm quá, thơm như mùi, nó rất là quen chứ không biết là mùi của cái gì ra, không biết tả như các bác như nào nhưng nó mùi giống một cái loại gì mà tôi đã ăn cũng nhớ rồi, mùi rất là quen. Ok, các bác đi cùng.